Mua nhà năm 1990 hết 56 triệu đồng và bây giờ có giá 20 tỷ đồng. Còn nếu mua vàng năm 1990 lúc đó khoảng 4 triệu một lượng vàng. Nếu không tính tăng giảm chênh lệch giá thì ta tạm gọi bây giờ là 74 triệu. Như vậy chắc hẳn bạn đã có câu trả lời nên mua đất hay mua vàng. Và mỗi chúng ta có lẽ đều hiểu giá trị của những miếng đất hiện tại tùy vào khu vực mà có giá bán khác nhau, nhưng cũng phải hàng tỷ đồng nếu muốn mua chúng. Và nếu bạn muốn mua đất làm bất động sản thì trang web này tôi khuyên nên dùng. Ở đây bạn có thể mua bán đất, cho thuê và có cái rất hay là xem bản đồ quy hoạch tính năng này rất hữu ích nếu bạn thực sự muốn mua đất. Wow. Bấm vào đây. Quay lại miếng đất tôi nhắm đến ở đầu video. Bạn nhìn hai dòng chữ này nhé. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản chữ đen là thực trạng và chữ đỏ sẽ là quy hoạch năm 2030. Như ở đây thực trạng sẽ là đất, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và quy hoạch tương lai năm 2030 sẽ là đất ở đô thị. Như vậy nếu mua được miếng này ở thời điểm hiện tại sẽ là một món hời lớn vì khi quy hoạch thành đất đô thị thì giá đất sẽ tăng một cách nhanh chóng. Mọi người nếu chưa biết ký hiệu đất thì trên đây bạn có thể tra xem nhé. Thêm nữa quanh khu vực này cũng có rất nhiều tiện ích, trường học, công ty và cả bệnh viện nữa. Nếu bạn muốn mua đất, vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.